Rồi rồi, được rồi, vậy là đường truyền tốt rồi hả? Mình sẽ bắt đầu bài học. Thì tiếp nối bài hội chứng tiêu chảy nhiễm trùng hôm trước và bài bệnh tả. Hai bài đó hôm trước là đã giảng cho các em rồi đúng không? Thì hôm nay là ta sẽ tiếp tục bài đầu tiên của buổi sáng hôm nay là bài bệnh lý amip hả? Bài này thì mình sẽ trình bày khá nhanh thôi. Rồi sau bài này chúng ta sẽ tập trung vào bài viêm màng não. Một bệnh quan trọng mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều khi thực hành lâm sàng, và bài cuối cùng là bài hội chứng phát ban nhiễm trùng. Bài đó chúng ta cũng đi nhanh thôi với các hình ảnh không? Có vẻ lớp mình chưa vào đông đủ lắm phải không? Sĩ số lớp mình là khoảng 150 hả? Hiện tại thì cô thấy có 134 thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Ồ, 134 trên 170. Lớp mình là 170 luôn. Rồi, chúng ta sẽ học và chờ các bạn tham gia thêm. Thì lỵ amip là tác nhân gây bệnh bằng cơ chế nào các em? Hôm trước là chúng ta đã học rồi nè. Con amip nè, Entamoeba histolytica, nó sẽ gây bệnh bằng cơ chế là xâm nhập, đúng rồi. Vậy là các bạn vẫn còn nhớ hai nhóm chính gây tiêu chảy nhiễm trùng đó là xâm nhập và không xâm nhập. Thì lỵ amip chắc chắn nó là một tác nhân xâm nhập, nó không có độc tố đâu. Nó sẽ xâm nhập ở đại tràng, tạo ra các tổn thương sâu đến lớp cơ của niêm mạc đại tràng luôn, hay đến lớp cơ của đại tràng luôn. Thì đây là một con amip, một loại ký sinh trùng đơn bào. Mục tiêu bài học chúng ta thì ở đây khá nhiều, nhưng các bạn sẽ tập trung vào gì? Các bạn sẽ tập trung là các bạn biết được cái dịch tễ bệnh lý amip trên thế giới, rồi trình bày được đặc điểm cận lâm sàng và biến chứng của bệnh amip ruột và amip ngoài ruột. Từ đó chúng ta có chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ. Thì ký sinh trùng amip tên của nó là gì? Entamoeba histolytica. Và người ta chia nè, người mang ký sinh trùng mà không có biểu hiện lâm sàng thì người ta vẫn gọi là bệnh amip không triệu chứng. Vậy thì nhiễm amip có chia làm hai nhóm, đó là bệnh amip không triệu chứng nhưng có thể lây cho cộng đồng, và bệnh amip có triệu chứng hay là bệnh amip có biểu hiện lâm sàng. Trong nhóm bệnh amip có biểu hiện lâm sàng thì chắc các bạn cũng biết rồi, mình lại chia thành hai nhóm, đó là amip ruột và amip ngoài ruột. Tại đại tràng, amip có thể là gây lỵ amip cấp, bán cấp và mạn tính. Nó có thể biểu hiện như một viêm đại tràng mạn tính, u do amip cũng là một bệnh lý tuy khá hiếm gặp, và viêm ruột thừa do amip cũng được ghi nhận luôn, đó là amip ruột. Còn amip ngoài ruột phổ biến nhất chính là gì các bạn? Áp xe gan amip. Ngoài ra có thể là áp xe lắc amip, mình cũng đã gặp một số ca. Áp xe phổi amip cũng vậy. Áp xe não do amip thì khá hiếm gặp, và do áp xe da hoặc là áp xe bộ phận sinh dục do amip thì cũng ít gặp luôn. Và người ta định nghĩa là lỵ amip là gì, và phần chính của bài học chúng ta nè, đó là tình trạng viêm đại tràng do Entamoeba histolytica là một tác nhân xâm nhập. Thì amip có thể gây tổn thương đại tràng và có thể gây ra bệnh cảnh bán cấp, cấp hoặc là mạn tính, và thường là chúng ta gặp bán cấp và mạn tính nhiều hơn là lỵ amip cấp và tối cấp. Bệnh này thật ra không hiếm gặp lắm, gần như là 10% dân số thế giới có nhiễm Entamoeba histolytica, và cái tỷ lệ này tại Việt Nam có nơi lên đến 25%, và như những thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh thì theo một nghiên cứu tỷ lệ nhiễm trong dân số cũng khoảng 8%. Vậy thì lớp mình mà 170 bạn á thì có khoảng ít nhất cũng vài chục bạn phải không, mười mấy bạn, 20 bạn là có nhiễm cái amip trong cơ thể rồi. Khi chúng ta nhiễm amip, chúng ta có thể biểu hiện triệu chứng hoặc là không có biểu hiện triệu chứng, nhưng chúng ta sẽ thải ký sinh trùng khoảng 1 năm sau khi nhiễm và nó sẽ trở thành nguồn lây cho cộng đồng. Trên thế giới nói chung là khoảng 10% và có nhiều nước lên tới 69% các bạn. Đặc biệt là những nước như là ở châu Phi, Nam Mỹ, Ai Cập và Đông Nam Á. Và với cái con số hàng năm có khoảng 10 triệu người bị nhiễm hàng năm và thải trong vòng khoảng 10 triệu người đó cũng có thải ký sinh trùng và là nguồn lây cho cộng đồng, thì con số tử vong là
từ 30 cho tới 40 ngàn người. Con số này không thật sự quá lớn nếu như so với bệnh lỵ trực khuẩn, một bệnh cảnh mà nó khá giống với lỵ amip ấy. Với lỵ trực khuẩn thì một năm có khoảng 360.000 người tử vong trên thế giới, đặc biệt là trẻ em. Thì đây nó lại khiến cho khoảng 30.000 cho tới 40.000 người tử vong. Nhưng đó lại là ở lứa tuổi gì? Lứa tuổi lao động. Người trưởng thành mắc amip được chẩn đoán là nhiều hơn là trẻ em hoặc là người già. Nó khác với lỵ trực khuẩn đầu tiên là ở điểm này. Còn ở những vùng ôn đới như là châu Âu, Bắc Mỹ thì số người nhiễm thường dưới 5% thôi. Đây là cái bản đồ những cái vụ dịch của amip ở trên thế giới. Các bạn thấy nó rải rác này, rải rác. Và chủ yếu tập trung ở những nước cũng là nhiệt đới và bán nhiệt đới luôn. Nên cái khoa mình à, có thể gọi là khoa truyền nhiễm mà đôi khi đổi tên thành khoa bệnh nhiệt đới đó. Thì người ta nói trước đây nó có cái ý nghĩa của sự kỳ thị, phải không? Thì bệnh nhiệt đới là bệnh gặp ở những nước nghèo, ở nước kém phát triển và thường tập trung quanh xích đạo và cả nhiệt đới. Thì các bạn thấy cái bệnh amip này nó có liên quan nhiều tới cái những vùng mà có tỷ lệ nhiễm HIV cao nữa. Bởi vì bệnh lỵ phát bệnh hay không một phần phụ thuộc vào cái miễn dịch của người mang. Nếu như mà người mang miễn dịch kém thì ký sinh trùng nó có thể bùng phát, nó trở thành giảm hoạt động và gây bệnh bệnh ruột hoặc là bệnh amip ngoài ruột, thì nó có liên quan tới bệnh nhân HIV nữa. Bệnh thì như đã nói gặp nhiều nhất ở lứa tuổi lao động luôn, từ 15 cho tới 65 tuổi và chủ yếu là từ 20 tới 30 tuổi. Nó liên quan tới vùng nhiệt đới, điều kiện sinh hoạt thấp kém, ăn uống không đủ dinh dưỡng đều gây ra những cái ảnh hưởng tới hệ miễn dịch cả. Và những yếu tố khiến cho bệnh phát hay không, nặng hay nhẹ phụ thuộc vào gì? À, đó là sự rối loạn vi khuẩn chí ở ruột, dùng kháng sinh dài ngày này, gây viêm đại tràng màng giả này, rất dễ bị dịch lỵ amip. Vì bệnh nhiễm trùng đường ruột gì đó, nó gây tổn thương đường ruột. Ví dụ sau khi mắc tiêu chảy nhiễm trùng do các tác nhân khác, rối loạn khuẩn chí ở ruột cũng dễ khiến cho bệnh amip xuất hiện. Rồi các chất xúc tiết phải không, đặc biệt là kháng thể trên bề mặt niêm mạc ruột, ai mà có hệ thống miễn dịch suy giảm, đặc biệt trong bệnh HIV chẳng hạn, cũng dễ bị lỵ amip. Mà cái kháng thể IgA tiết trên bề mặt niêm mạc nó bị suy giảm thì dễ bị. Người lao động quá sức, người suy giảm miễn dịch. Và tỷ lệ người mang cái ký sinh trùng phát bệnh là khoảng bao nhiêu thì người ta ước tính chỉ có khoảng 10% thôi. Các bạn thấy là con số này trung bình khoảng 10% dân số thế giới nhiễm ký sinh trùng amip, và cũng có khoảng 10% trong số đó sẽ trở thành nhóm nhiễm amip và có triệu chứng. 10% sẽ trở thành nhiễm amip có triệu chứng. Còn số 90% còn lại thì sao? Thì tiếp tục mang ký sinh trùng và có thể thải amip ra khỏi cơ thể trong vòng khoảng 1 năm. Con số này có thể dài ngắn tùy đối tượng nữa. Thì bệnh này là bệnh lây cho người thôi, và chính người mang kén amip là nguồn lây duy nhất. Phương thức lây truyền chủ yếu là đường tiêu hóa, đúng không các bạn? Đường tiêu hóa thì đó là đường lây gián tiếp. Và liều để nhiễm bệnh thì khoảng là một ăn phải, uống phải khoảng 1.000 kén amip thì mình sẽ bị nhiễm, chứ ít quá thì có thể là tự thải ra khỏi cơ thể, amip nó không có điều kiện tồn tại lâu. Nhưng mà đôi khi ở một số cơ địa có cần chỉ cần nhiễm một kén thôi là cũng có thể bị bệnh do amip rồi. Và ruồi thì là một cái vector trung gian truyền bệnh, bởi vì kén amip có thể sống ở trong ruồi đến 48 giờ. Ngoài ra còn đường lây trực tiếp qua người thân, nhân viên y tế chăm sóc người bị nhiễm amip qua trung gian, chủ yếu là do bàn tay bẩn, do nó có thể sống, kén có thể tồn tại 5 phút ở bàn tay và khoảng 45 phút lâu hơn ở dưới móng tay. Và bệnh còn lây truyền qua đường gì nữa? Đặc biệt amip cũng lây truyền qua đường tình dục nữa, mà thường xảy ra là ở những người quan hệ tình dục đồng tính nam. Nó cũng coi như là lây qua đường tiêu hóa luôn, nhưng mà là đường tiêu hóa ngược ha. Đây là tác nhân gây bệnh, những cái dạng tồn tại của nó. Thì các bạn nhớ, vi khuẩn và ký sinh trùng người ta phân chia không có dựa vào kích thước,
Không phải là ký sinh trùng là lớn hơn vi khuẩn đâu. Có những ký sinh trùng kích thước chỉ bằng vi khuẩn thôi. Như là ký sinh trùng đơn bào, kích thước có thể bằng vi khuẩn thôi. Nhưng vì sao người ta phân chia thành vi khuẩn và ký sinh trùng? Thì các bạn nhớ, vi khuẩn thì chỉ có nhiều nhất là hai dạng tồn tại, mà ký sinh trùng là có nhiều hơn hai dạng tồn tại. Hầu hết các vi khuẩn chỉ có một dạng tồn tại, ví dụ như tụ cầu chỉ có dạng là vi khuẩn tụ cầu ở dạng hoạt động mà thôi, tiết ra độc tố mà thôi. Rồi nhiều hơn thì có Clostridium tetani gây bệnh uốn ván chẳng hạn, nó có dạng vi khuẩn hoạt động và dạng bào tử uốn ván ít hoạt động hơn, hai thôi. Nhưng mà ký sinh trùng thì sao? Các bạn nhớ ký sinh trùng sốt rét, nó có thể tư dưỡng non, thể tư dưỡng già, thể hợp tử, giao bào đực, giao bào cái, rồi thể hoa hồng vân vân, thể phân liệt, rất nhiều thể. Thì ký sinh trùng amip này cũng vậy, nó là một ký sinh trùng đơn bào và nó có chủ yếu là ba dạng hoạt động, thật ra là tới bốn dạng luôn, thể bốn dạng luôn. Đó là gì? Thể hoạt động nhưng mà không có gây bệnh, đó chính là cái thể hoạt động ít, có chân giả nhưng mà nó chủ yếu ăn vi khuẩn và glycogen, nó dọn dẹp ở bên trong lòng đại tràng của chúng ta thôi. Nhưng cái thể này có thể biến thành những thể khác, cái thể minuta. Thể minuta là cái thể ít hoạt động, có một nhân và không ăn hồng cầu, không gây bệnh. Thể thứ hai là thể gì? Gặp điều kiện thuận lợi, thể minuta này có thể phát triển thành thể hoạt động ăn hồng cầu, có rất nhiều chân giả, nó là một cái túi chứa hồng cầu luôn, nó đi tìm hồng cầu phải không? Từ cái mô hoại tử nó tìm hồng cầu nó ăn. Ở bên trong chứa rất nhiều không bào, chứng tỏ hoạt động tiêu hóa diễn ra mạnh, thì đó là cái thể hoạt động ăn hồng cầu. Soi phân mà thấy cái thể này thì chẩn đoán là gì? Lị amip cấp. Nó có hoạt động thì chứng tỏ là nó đang gây bệnh, soi phân thấy là lị amip cấp. Và nó cũng là cái thể mà có thể đi vào máu theo đường hệ tĩnh mạch cửa lên gan, gây áp xe gan, lên gây áp xe lách, áp xe phổi, áp xe não và da cùng các cơ quan khác, là thể hoạt động ăn hồng cầu. Còn nếu như gặp điều kiện không thuận lợi hoặc là đã đến cái chu trình mà nó phải bị thải ra bên ngoài, thì thể minuta nó sẽ ít hoạt động hơn nữa và tạo thành thể kém. Đầu tiên ở trong đại tràng thì nó sẽ thành thể kém một nhân, không, thể kém một nhân, và sau khi bị thải ra bên ngoài môi trường nó sẽ thành thể kém trưởng thành có bốn nhân, và người ăn phải cái thể kém trưởng thành này sẽ bị lây nhiễm amip. Chúng ta sẽ ăn phải cái thể kém bốn nhân này thì sau đó nếu như cái liều nhiễm vừa đủ thì có thể là bị amip, nhiễm amip. Đây là các thể đây các bạn, cái thể hoạt động ăn hồng cầu, sống trong thành đại tràng, tăng trưởng tốt và kỵ khí. Nó sẽ gây tổn thương lớp cơ hay cái niêm mạc và cơ của đại tràng, và nó chui vào trong cái túi đó, tạo ra một cái vết loét mà miệng thì nhỏ, đáy thì rộng. Người ta nói là mô tả giống cái cúc áo Trung Hoa đó, cái cúc áo gỗ mà bọc lại bằng vải, giống hình kim tự tháp đó các bạn. Cái miệng thì hẹp mà cái đáy thì rộng, và nó sống ở đây, nó kỵ khí, chân giả rất nhiều, nên nó không có tròn giống, hơi giống thể minuta hay thể kém nữa, không có không bào, hoạt động tiêu hóa diễn ra mạnh, có hồng cầu chứa bên trong á, và các bạn thấy nó đang đi thực bào hồng cầu đây, và có trong phân bệnh nhân lị cấp tính. Cái thể thứ hai các bạn có thể thấy cũng có một ít chân giả, nhưng mà các giả tấp này ngắn và di chuyển chậm, không có hồng cầu ở bên trong, nó ăn vi khuẩn và glycogen thôi. Đây là cái thể trung gian này, có thể chuyển hóa thành thể hoạt động hoặc là chuyển hóa sang thể kém, hay gọi là thể bào nang. Còn đây là một cái kém một nhân các bạn thấy, kém non một nhân và kém trưởng thành thì có bốn nhân. Nó có hình cầu và mình nhìn thấy là nó tròn đều như thế này, chiếc quan. Và về ý nghĩa của các thể này thì thể hoạt động là chứng tỏ ý nghĩa gì? Sinh bệnh. Và có thể kém ở trong cơ thể thì chứng tỏ là có khả năng lây lan cho mọi người. Thì cái hình ảnh này cho các bạn thấy là gì? Con người ăn phải cái thể kém bốn nhân đây hả? Ăn phải thể kém bốn nhân vào trong dạ dày và vượt qua được axit dịch vị á, thì tại dạ dày cái thể kém, tại ruột thì cái dịch tiêu hóa nó sẽ khiến cái thể kém bốn nhân này vỡ ra và sau đó phân chia ngay tạo thành tám amip. Vậy thì bạn nhiễm một kém
thì bạn sẽ bị 8 amip trong cơ thể. Và nếu như các bạn nhiễm 1.000 thì bạn sẽ có 8.000 amip, và tùy theo cái số lượng và tùy theo cái sự tiêu diệt amip và thải amip sau đó mà bạn sẽ bị bệnh rầm rộ hay là bệnh từ từ thoáng qua. Có 10% ca, cái số ca là bệnh xâm nhập nè. Nhưng mà ở ngoài gan hay bệnh ở ngoài ruột thì xin lỗi, bệnh ngoài ruột thì chiếm dưới 1% số ca. Nhưng mà trên lâm sàng thì áp xe gan, amip cũng không phải là hiếm gặp đâu. Áp xe lách mình cũng gặp nhiều trường hợp. Còn não thì mình thấy ít gặp hơn, da hoặc là bộ phận sinh dục thì cũng ít gặp luôn. Còn lại hầu hết là không triệu chứng. Và nếu như có triệu chứng thì chủ yếu là amip ruột với bệnh cảnh là lị amip. Khi amip vào trong cơ thể xong nó sẽ gây bệnh như thế nào? Thì đầu tiên amip mà ở thể hoạt động nè, thì nó sẽ gây hoại tử mô nhờ nó tiết ra cái enzyme tiêu protein tổ chức. Và cái hình ảnh lâm sàng điển hình của tổn thương amip đó là gì? Đó chính là cái mô bị hoại tử các bạn nhé. Mô bị hoại tử, nó không có nội hoặc là ngoại độc tố đâu. Do đó mình bị áp xe gan do amip, do nó gây tổn thương dần dần lan rộng từ cái enzyme tiêu hủy protein tổ chức này. Thì khi chúng ta nuốt kém thì tại ruột non kém vỡ ra và bào năng từ 4 nhân sẽ chuyển thành 8 nhân và chúng ta có 8 amip trong cơ thể. Gặp điều kiện bình thường, thể Minuta sẽ ký sinh trên niêm mặt ruột thôi. Lúc này nó đâu có gây bệnh xâm nhập, nó ăn vi khuẩn và bã thức ăn. Sau đó nó sẽ chuyển thành dạng kén hoặc là dạng tiền kén, kén non hoặc là kén già. Rồi sau đó thải ra vi ra ngoài để lây truyền cho người khác. Hoặc là gặp điều kiện thuận lợi thì như rối loạn khuẩn chế, giảm miễn dịch, giảm kháng thể tiết ở trên bề mặt niêm mặt ruột, nó sẽ chuyển sang thể ăn hồng cầu. Ở đây các bạn thấy hình của thể Minuta nhé, và thể kém 4 nhân đây. Ngoài gây hoại tử mô từ protein A thì amip nó còn gây ly giải một số thành phần tế bào của cơ thể nữa. Mà khi ly giải các tế bào miễn dịch thì nó sẽ giải phóng các cytokine, do đó nó có thể kích hoạt quá trình viêm của cơ thể. Amip nó ly giải gì? Bạch cầu đa nhân, bạch cầu đơn nhân và các tế bào biểu mô. Tại ruột thì nó ly giải tế bào biểu mô ruột tạo ra các vết loét trên niêm mạc. Tại gan thì nó ly giải tế bào biểu mô gan tạo ra ổ áp xe gan vậy. Thì quá trình tiêu hủy protein và hoại tử mô tạo ra các vết loét ở trên niêm mạc đại tràng á, và thường nó ăn sâu xuống lớp cơ nữa. Và nếu loét nhiều thì lâm sàng sẽ nặng, mà loét ít thì có thể là không có biểu hiện hội chứng lị rõ đâu, mà chỉ có tiêu chảy nhẹ thôi. Tiêu chảy kéo dài, thể trạng thì suy kiệt dần do kém hấp thu. Nếu như các vết loét ở trên niêm mạc đại tràng mà nó sau này nó sơ hóa thì có thể để lại sẹo gây hẹp lòng đại tràng. Nên những biến chứng có thể xảy ra là gì? Bám tắc ruột, xoắn ruột, phải không? Và thậm chí nhiều trường hợp mà loét cấp hoại tử sâu có thể gây thủng ruột và có biểu hiện viêm phúc mạc. Thể hoạt động cũng có thể dưới 1% trường hợp nó sẽ qua tĩnh mạch cửa và tới các cơ quan gây tổn thương hoại tử ở các cơ quan xa hơn, các cơ quan ngoài ruột. Và thường gặp nhất theo đường tĩnh mạch cửa thì nó sẽ gây áp xe gan. Đây là hình ảnh mà ở bên trong cái tĩnh mạch cửa, nó theo đường tĩnh mạch cửa lên gan và gây tổn thương tế bào biểu mô gan. Thì trong máu nó có thể gây ly giải các bạch cầu đa nhân, đại thực bào, giải phóng rất nhiều cytokine. Các bạn biết rồi, interleukin 1, interleukin 6 này là chất gây sốt nội sinh này. Nên bệnh nhân lị amip cấp sẽ có biểu hiện của sốt này, nó tiết ra yếu tố hoại tử u và các chất khác. Rồi giải phóng các lysozyme và các chất tương tự ở đây các bạn nhìn thấy, tạo ra phản ứng viêm cho cơ thể và nó ly giải luôn các tế bào biểu mô.
thì giống như những ký sinh trùng đường ruột khác các bạn, ví dụ giun sát, mẹ giun sát là ký sinh trùng đa bào, thì nếu như ký sinh trùng mà ở trong lòng ruột kháng nguyên không tiếp cận với máu thì các bạn mà làm miễn dịch tìm kháng thể kháng amip nó sẽ âm tính. Chỉ khi nó đi vào trong máu hoặc là một phần kháng nguyên của nó xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể mới tạo ra kháng thể kháng entamoeba histolytica. Một khi nó xâm lấn thì nó sẽ gây đáp ứng miễn dịch cả tế bào, cả thể dịch có kháng thể. Nhưng mà kháng thể lại không có ý nghĩa bảo vệ. Không phải một người có kháng thể kháng amip thì người đó sẽ không bị nhiễm amip, không bảo vệ được tái nhiễm. Và cái hiệu giá kháng thể, thì cái hiệu giá kháng thể là cái gì? Thì thường các bạn thấy trên cái xét nghiệm á, Entamoeba histolytica IgG dương tính. Sau cái chữ dương tính đó sẽ có một con số đi theo, một cái tỷ OD đi theo. Ví dụ như nó cái tỷ này cao thì nó chỉ có ý nghĩa là mới nhiễm, cơ thể phản ứng tạo ra cái nồng độ kháng thể cao. Đây chỉ là cái bán định lượng thôi chứ không phải là định lượng hoàn toàn chính xác nha các bạn. Thì nó không thể hiện được độ trầm trọng của bệnh đâu. Con số này cao thì chứng tỏ là mới nhiễm. Nhiễm lâu dài kháng thể sẽ từ từ giảm xuống thấp. Nên ít hơn thì có thể là do nhiễm đã lâu rồi. Còn không nói lên cái độ trầm trọng của bệnh. Không phải kháng thể nhiều là bệnh trầm trọng, mà kháng thể ít là bệnh nhẹ nhàng. Nên chúng ta sẽ không dựa vào cái kháng thể để coi là để định lượng cái tiên lượng bệnh đâu. Sau khi mà vào niêm mạc đại tràng rồi thì bây giờ nó có thể gây hội chứng lị với bệnh cảnh của lị amip, đôi khi cực kỳ giống với lị trực khuẩn. Và trên lâm sàng khi mà không có thời gian thăm khám nhiều thì các bạn biết là các bác sĩ đối với một bệnh nhân lị thường điều trị bao vây luôn, họ gọi là điều trị bao vây, vừa cho kháng sinh nhóm quinolone để điều trị nếu như nó là lị trực khuẩn và vừa cho nhóm 5 imidazone luôn để điều trị khi mà nghi ngờ nó có thể là lị amip. Chúng ta sẽ gặp điều trị bao vây rất là nhiều phải không? Ví dụ như thường gặp nhất là trong trường hợp nào mà phải điều trị bao vây, đặc biệt là các quầy thuốc hay điều trị bao vây lắm. Mình đã gặp, các em đã gặp rất nhiều bệnh nhân sốt siêu vi và có điều trị kháng sinh chưa? Điều trị bao vây rồi viêm họng hầu hết là do virus, cũng điều trị bao vây luôn, hay bao vây bằng kháng sinh phải không? Thì đối với lị chúng ta cũng phải cần phân biệt, nhất là lị amip và lị trực khuẩn nó khác nhau thế nào. Thì hầu hết lị amip nó gây bệnh cảnh bán cấp và mạng tính, nhưng nếu như là thể lị cấp tính nó sẽ có biểu hiện như thế nào? Đầu tiên là hội chứng lị khá điển hình, toàn thân ít thay đổi, có thể sốt nhẹ và ít khi mất nước giống lị trực khuẩn. Vậy thì nó có thể sốt nhẹ bởi vì các bạn thấy ly giải tế bào thì có thể là ly giải bạch cầu và tạo ra các cytokine, nó đóng vai trò là những chất gây sốt nội sinh, nên bệnh nhân cũng có thể có hội chứng nhiễm trùng đối với thể cấp tính này. Hội chứng lị thì các bạn biết rồi, nó sẽ khác lị amip chỗ nào? Thường cái tần suất đi ngoài ở bệnh nhân lị trực khuẩn ít nhiều hơn, khoảng 20 tới 60 lần một ngày, phân rất là ít, phân lỏng và có nhầy máu hoặc là màu nước rửa thịt không các bạn. Thì phân lị amip cũng là đau bụng quặn mót nặng, lúc đầu cũng có thể là phân lỏng và về sau phân nhiều nhầy và máu, nhưng số lượng lần khoảng 10 tới 12 lần một ngày. Tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc ban đầu có vẻ chưa quá nặng nề và về sau phân thường lại có dạng phân dê và có nhầy mũ máu bám xung quanh. Còn lị là thường đi ngoài phân lỏng này, chứ không có cái dạng táo bón phân dê như vậy. Và người già và trẻ suy dinh dưỡng đối với bệnh lị trực khuẩn thì sao? Là hội chứng lị rầm rộ và gây suy kiệt rất là nhanh. Nhưng với cái lị amip này thì ở những cơ địa này hội chứng lị lại không điển hình lắm, có khi chỉ có là đi cầu lẫn máu thôi mà biểu hiện mốt đặn này nọ nó không có rõ ràng. Thể tối cấp là giống với lị trực khuẩn tối cấp luôn, thường gặp ở cơ địa suy giảm miễn dịch, tổn thương hoại tử lan khắp đại tràng, hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân nặng nề, có thể trị tim mạch
mất nước, đau bụng dữ dội. Nó giống hệt với là lị amip mà, xin lỗi, lị trực khuẩn mà, hệ tối cấp vậy. Nên đối với lị mà tối cấp nhập viện thì các bạn thấy thường người ta phải điều trị cả hai luôn, trước khi là chờ kết quả cấy phân mất 3 ngày hoặc là chờ soi ra coi có ký sinh trùng amip hoạt động trong phân hay không. Lị amip mãn tính mình mới hay gặp hơn nè. Có thể gặp những bệnh nhân biểu hiện hoàn toàn là thể lị với đi cầu móc rặn một thời gian dài. Và hay gặp là bệnh nhân hỏi bệnh nhân có những đợt táo bón xen kẽ với tiêu chảy hay không, là mình hay gặp lắm. Có những đợt thì bệnh nhân thấy mình hay bị tiêu chảy, có những đợt lại bị táo bón và tình trạng diễn ra mãn tính khiến cho bệnh nhân kém hấp thu, người gầy sụt cân, kèm theo thường có là biểu hiện tâm thần kinh, mất ngủ chẳng hạn, giảm trí nhớ, rối loạn tiêu hóa kèm theo biểu hiện thần kinh nữa, thì nhớ tới cái bệnh lý amip mãn tính. Đó là cái amip ruột, các em hãy amip ruột. Để chẩn đoán chính xác thì sao? Là soi phân thôi. Cả hai bên đều soi phân thấy hồng cầu và bạch cầu cả. Nhưng tất nhiên bên lị trực khuẩn sẽ không thấy ký sinh trùng amip, hoặc là thấy kén amip hoặc là thể minuta thì không chẩn đoán được là lị amip đâu, lị amip cấp đâu. Còn bên bệnh lị amip thì chúng ta sẽ thấy gì? Thấy cái thể hoạt động đang ăn hồng cầu của Entamoeba histolytica thì sẽ giúp chúng ta xác định chẩn đoán. Bây giờ tới amip ngoài ruột, các bạn đang thấy hình ảnh của gì đây? Đây là áp xe gan amip. Đặc trưng của áp xe gan amip là gì các bạn? Thường ở gan bên phải. Ổ áp xe thường là nằm ở vùng rìa gan, gần bao gan, thường chỉ có một ổ lớn thôi. Bên trong có thể có vách như thế này, và tổ chức bên trong thường là tổ chức hồi âm hỗn hợp với vỏ áp xe dài. Vỏ áp xe dài bạn thấy giống bên này. Bạn nào có thể cho cô biết là mình có một bệnh áp xe khác cũng do ký sinh trùng luôn, gặp rất là nhiều, đó là áp xe gan do sán lá gan á. Thì để phân biệt với áp xe gan amip thì các bạn dựa vào những điểm chính nào? Phân biệt hãy phân biệt áp xe gan amip với áp xe gan do sán lá gan, các bạn dựa vào điểm chính nào? Chắc các bạn học rồi chứ hả? Điểm chính nào các bạn? Để mình biết chứ, khi mình có một cái hình ảnh của bệnh nhân có áp xe gan thì mình sẽ dựa vào những yếu tố nào để nghĩ tới nó là amip hoặc là nó là do sán lá gan? À, tất cả đều im lặng thế này. Các em vẫn đang nghe chứ ha? Các em vẫn đang nghe cô giảng chứ ha? Nào mọi người là thứ bảy là à, dạ có. Dạ có nhưng mà không trả lời ha. Rồi quên bài vở hết rồi. Cảm ơn các bạn. À, bạn dân hình ảnh nhiều vòng tròn đan xen như hình Olympic, sán lá gan gần tĩnh mạch lớn của gan. Rồi bạn Duy, phẫu thuật. Rồi một bạn trả lời khá ngắn gọn thôi, hệ số lượng kích thước nhưng mà lại bao hàm khá đúng hả? Áp xe gan amip thường mấy ổ? Một ổ. Có khi nào hai ba ổ không? Có thể, ngoại lệ hả? Nhưng áp xe gan amip số lượng thường là một ổ lớn thôi. Vị trí là sắc rìa bao gan, nó theo đường tĩnh mạch cửa nó lên đó và nó sẽ mắc lại, phải không? Nó sẽ mắc lại ở đoạn cuối của mạch máu, nên thường là ở vùng rìa bao gan. Còn sắn lá gan thì sao? Sau khi sắn lá gan vào đường tiêu hóa, nó sẽ xuyên
cái thành ruột vào phúc mạc và nó chui lên xuyên qua bao gan, nó đi ngược này, nó xuyên qua bao gan, nó vào trong nhu mô gan và nó sẽ theo đường mật và sống ở trong đường mật đó. Và thường là ở những vi mật quản, thì khi số lượng sáng lớn nó sẽ gây tắc các vi mật quản đó và có thể kèm thêm tình trạng bội nhiễm hoặc là không nữa. Do đó cái ổ áp xe gan do amip thường là gì, dạng chùm nho hay giống bạn nói là hình vòng tròn Olympic, những cái ổ áp xe đang xen nhau, vi áp xe thôi dọc theo vi mật quản, bám chung quanh vi mật quản. Thì cái hình ảnh siêu âm của áp xe gan do sáng lá gan thường là những cái ổ tổn thương nhỏ, những ổ hoại tử hồi âm hỗn hợp và giảm âm hoặc là giảm âm. Và sau này khi điều trị rồi á, thì nó sẽ trở thành những ổ tăng âm, để chứng tỏ là bệnh nhân đang dần dần lành. Vậy thì các bạn có biết là áp xe gan do sáng lá gan thì mình điều trị thuốc diệt sáng lá gan là thuốc gì không? Diệt sáng lá gan lớn. Có nhớ tên không? Thuốc gì tiêu diệt sáng lá gan lớn các bạn? À, Praziquantel là không phải nghe. À, đó là Triclabendazole, đúng rồi các bạn. Hai viên liều duy nhất nhé. Hai viên liều duy nhất. Các bạn có thể cho bệnh nhân mua Egaten này, Egaten thì đắt hơn, cái Triclabendazole cũng là tên thuốc thôi của Triclabendazole đó. Ngày trước khi mà bị gom hàng á các bạn, gom hàng đầu cơ á, bệnh nhân có thể mua hai viên hết cả hơn 1 triệu. Nhưng hiện tại thì mình có nhiều cái thuốc khác hay nhiều cái tên thuốc khác thay thế, ví dụ như Lasix chẳng hạn, Lasix của Ấn Độ thì phải, thì có thể bệnh nhân tốn khoảng 200.000 thôi. Và mình sẽ điều trị bội nhiễm khác kèm theo nếu có. Cảm ơn các bạn. Còn đây là hình ảnh áp xe não hả? Ổ áp xe do amip thì các bạn thấy cái vỏ nó dài. Áp xe não thì sẽ có hình ảnh phù não chung quanh, không nhiều lắm, ở mức trung bình. Ngắm thuốc dạng viền đây, cái viền dài. Ngoài ra còn có thể có tổn thương ngoại tâm mạc, rồi amip phổi, màng phổi, hầu hết nó ít khi là tổn thương phổi trực tiếp hoặc là tổn thương tại ngoại tâm mạc trực tiếp, mà thường là do gì? Ổ áp xe gan nó nằm ở phía trên sát cơ hoành, nó vỡ vào trong màng phổi gây tràn mũ màng phổi, áp xe phổi, hoặc là tràn vào ngoại tâm mạc gây cái ổ mũ, tràn mũ ngoại tâm mạc. Đây là cái hình ảnh cắt của áp xe gan amip, các bạn thấy vỏ dài và bên trong hoại tử đó. Và ngày xưa khi mà chọc hút á, thì người ta thấy cái mũ chọc hút ra là mũ màu sô-cô-la, có hồng cầu, có bạch cầu rất nhiều và các tổ chức hoại tử ở bên trong. Tổn thương chính do amip gây ra chính là tổn thương hoại tử, thường là nó có một ổ thôi. Các bạn thấy ở đây ngoại lệ thì nó có tới nhiều ổ. Hôm qua có bạn hỏi là bạn Y5EF hỏi là vì sao thùy phải hay gặp hơn, thì nó giống như ở trong vì sao mà dị vật phổi thì hay gặp, hay lọt xuống phổi phải hơn đó, và vì sao khi nhiễm khuẩn thì hay gây viêm đáy phổi phải hơn đó, thì trong phổi do phế quản gốc nó dốc hơn, còn trong gan thì sao, do hệ thống tĩnh mạch cửa, nó đi theo tĩnh mạch cửa mà nó phân bố nhiều hơn ở gan bên phải. Đây là các hình ảnh khác, các em thấy hình ảnh đầu tiên là gì? Thứ hai, ổ áp xe gan rất là lớn, rất là lớn luôn. Ngày xưa sẽ chỉ định điều trị ngoại khoa nếu như là ổ áp xe trên 10 cm, nhưng hiện tại điều trị nội khoa đối với amip cũng tốt, và người ta thấy nếu như trên 10 cm nhưng vẫn chưa có nguy cơ vỡ thì người ta vẫn điều trị nội khoa bảo tồn trước. Ở đây các bạn thấy hình ảnh một cái cắt gan của áp xe gan amip, tổn thương hoại tử và mũ giống như tổn thương lao. Còn đây lại là một hình ảnh gì? À, tràn dịch màng phổi nhưng đường cong Damoiseau nó không cong mà nó nằm ngang. Đây là một trường hợp tràn mũ màng phổi do áp xe gan amip nó vỡ vào cơ hoành.
Các biến chứng tại ruột thì cũng đã trình bày rồi. Tại chỗ thì nó gây gì? Nó gây thành khối u amip. Thì u amip thì đây không phải là khối u ác tính, nhưng mà nó sẽ tạo thành một cái tổn thương viêm, nó lan rộng ra tạo thành một cái u amip, hoặc là tắc ruột, lầm ruột, xóm ruột. Tại chỗ có thể gây viêm đại tràng hoại tử, là một biến chứng rất nặng với tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc mà cần phải điều trị ngoại khoa cấp cứu cắt đoạn ruột. Nó có thể thủng ruột gây viêm phúc mạc. Còn biến chứng thường gặp đó là xuất huyết tiêu hóa rồi rặn nhiều thì sa trực tràng. À, đây là một cái tác nhân khác, hay các bạn đã từng nghe amip ăn nở người, mà tại Việt Nam chỉ có vài ca báo cáo với tỷ lệ tử vong rất cao. Thì đây lại là do một cái chủng loại cũng thuộc họ hàng với Entamoeba histolytica, đó là con ký sinh trùng có cái tên là gì? Naegleria fowleri. Nó sẽ gây viêm não, màng não và gây ra cái tổn thương não cấp và tử vong. Do bệnh nhân thường là nhiễm ký sinh trùng khi bơi trong môi trường nước ngọt, hoặc là thậm chí là có trường hợp là suối nước nóng. Suối nước nóng, vì ký sinh trùng này hay sống trong môi trường nước ấm, và khi bị sặc nước thì ký sinh trùng sẽ xâm nhập vào trong mũi và xuyên qua niêm mạc vào xương sàn và não thất, gây bệnh cảnh viêm não, màng não. Vì bệnh diễn tiến khá nhanh và tử vong cao nên người ta giật tích là amip ăn não người. Đây là một cái phân chia sự khác biệt giữa lị trực phẫu và lị amip. Chúng ta thấy nó không quá khác biệt đâu, và chẩn đoán xác định kia thì mới giúp chúng ta là điều trị đúng hơn. Còn không thì thường là phải bao vây thôi, bởi vì xét nghiệm phân nó khá là khó thực hiện. Đây người ta hay ngại thực hiện. Sự khác biệt ví dụ như là độ tuổi, rồi mùa, đúng không? Lị amip thì thường vào mùa hè thu. Xin lỗi, lị trực khuẩn là thường vào mùa hè thu, còn lị amip là quanh năm. Các bạn nhớ là cái thời gian ủ bệnh của bệnh lị amip thường không xác định được. Lị trực khuẩn thì xác định khá rõ, phải không? Thường trong vòng khoảng một tuần. Nhưng mà lị amip thì không xác định được thời gian ủ bệnh, do bệnh nhân có thể mang ký sinh trùng khá lâu, đến khi nào gặp điều kiện thuận lợi thì nó phát bệnh thôi. Lị trực khuẩn có khả năng lây thành dịch, còn lị amip thì bệnh tản phát. Mức độ tổn thương niêm mạc đại tràng thì lị trực khuẩn gây tổn thương nông, các vết loét nông, rớm máu trên bề mặt niêm mạc. Còn lị amip thì tổn thương tận lớp cơ với các vết loét sâu, hình cúc áo trung hoa. Biểu hiện nhiễm trùng, lị trực khuẩn thường rõ ràng hơn, và lị amip nhiều khi nhiễm trùng nó không rõ ràng, sốt nó không rõ. Lị trực khuẩn rất hay gây rối loạn nước điện giải, trong khi lị amip thường là âm thầm. Nhưng mà về lâu về dài, chính cái lị amip này gây suy nhược. Một tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, có thể chỉ là tiêu chảy kéo dài, kèm theo là suy kiệt, giảm cân, thì nhớ xét nghiệm phân xem có amip hay không. Lị trực khuẩn sẽ tăng bạch cầu trong công thức máu, còn lị amip bạch cầu không tăng, nhưng nó sẽ tăng oxy. Soi phân cả hai bên đều thấy hồng cầu bạch cầu, nhưng trong lị amip sẽ thấy cái amip giúp chúng ta chẩn đoán xác định. Thuốc điều trị với lị trực khuẩn chúng ta có trước đây là axit nalidixic, là một quinolone cổ điển, và hiện tại thì chúng ta hãy dùng các quinolone khác, hoặc là chúng ta có thể dùng azithromycin đối với đối tượng chống chỉ định. Còn lị amip trước đây hãy dùng cái emetin. Đây là một dẫn chất có nhiều độc tính nên hiện tại chủ yếu thay thế bằng kháng sinh nhóm 5 imidazole, đó là metronidazole hoặc là tinidazole. Và trong lị amip về điều trị, ngoài cái kháng ký sinh trùng, kháng sinh ra, thì chúng ta phải điều trị bằng hỗ trợ dinh dưỡng chống thiếu máu và chống suy kiệt này. Đây là hình ảnh viêm đại tràng màng giả các bạn. Thường là do dùng kháng sinh phổ rộng kéo dài gây rối loạn khuẩn chế ruột, nó có thể gây cái biểu hiện viêm đại tràng màng giả này. Thì đây sẽ là một điều kiện thuận lợi cho amip này,
cho amip nó ký sinh và gây tổn thương. Cái thuốc chúng ta hay dùng nhất hiện nay đây, chỉ định cấp trường hợp bệnh amip xâm nhập, nghĩa là không phải dùng chính để diệt kén, giảm nguồn lây, mà chúng ta sẽ điều trị cái bệnh do amip đó. Thì chúng ta có metronidazole ngày 1,5 gram, nghĩa là 3 viên hoặc là 3 chai nếu như tình trạng bệnh nặng và phải truyền tĩnh mạch. Hoặc là timidazole 2 gram một ngày. Đối với metronidazole thì thường chúng ta dùng 10 ngày, và timidazole thời gian bấn hủy nó kéo dài lắm, nên các bạn sẽ dùng 3-5 ngày thôi. Còn ceftriaxone và oxcarbazepine thì khá là khó kiếm, bởi không chúng ta sẽ không dùng những cái thuốc này bởi vì chúng ta tìm nó hơi khó. Mà chúng ta đã có hai loại này rồi. Cái nhóm 5 imidazone này thì hấp thu tốt đường uống và nó chuyển hóa qua gan và đào thải qua nước tiểu. Do đó nó điều trị được cả amip ruột và amip mô. Tác dụng phụ của metronidazole cũng khá nhiều chứ không phải ít các bạn, và chống chỉ định ở phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 2 tuổi. Tác dụng phụ thường gặp của metronidazole là gì các bạn? Ngoài đau đầu, nôn và khô miệng thì các bạn cần chú ý tác dụng phụ gì? Bạn nào biết nè, khi học một loại thuốc thì mình cố gắng chú ý cái tác dụng phụ á, để khi bệnh nhân đến thân phiền về những triệu chứng đó, chúng ta sẽ không nghĩ tới một bệnh lý khác, mà chúng ta xem nó có phải là do tác dụng phụ của thuốc đang uống hay không. Vậy thì metronidazole có một số tác dụng phụ khá đặc biệt ngoài đau đầu, nôn và khô miệng, đó là gì? Bạn nào biết? Có bạn nào bị viêm dạ dày HP đã uống tinidazole hay metronidazole chưa? Rất đắng hả? Rất nhiều loại thuốc rất đắng nha. Metronidazole chưa chắc đã là rất đắng đâu. Nếu bạn nhai ra bạn uống thẳng thì mình chẳng thấy nó đắng đâu. À rồi, miệng có vị kim loại. Chi nữa? Chi nữa các bạn? À, tiêu chảy, đúng rồi, hầu hết các loại thuốc nhắm mắt mà nói là buồn nôn, khó chịu hoặc là tiêu chảy là thường là đúng đó. Táo bón hả? Táo bón này mình thấy hoàn toàn có thể có luôn, mà ít ghi nhận hay ít phải là triệu chứng đặc biệt của metronidazole này. À, như một bạn đã nói, uống metronidazole này vào á, trong miệng sẽ có vị kim loại, giống như là có ngậm mì chính, nên khiến bệnh nhân đặc biệt là chán ăn. Cái thứ hai cũng cần lưu ý là dặn mấy người mà uống rượu nhiều trong thời gian điều trị này tuyệt đối không uống rượu, bởi vì nó sẽ gây nôn thốc tháo. Đây là một trong những thuốc trị chồng uống rượu của một số bà vợ cao tay. Ông uống rượu nhiều, chồng uống metronidazole là ông nôn một lần ông chừa luôn. Và phụ nữ uống metronidazole, các bạn phải dặn bệnh nhân tránh nắng, bởi vì nó thường gây nám da cho bệnh nhân nữa. Và thuốc này có thể gây quái thai ở súc vật thí nghiệm, nhưng chưa được nghiên cứu trên người. Do đó người ta vẫn khuyên là chống chỉ định phụ nữ có thai. Ở đây các bạn thấy là có chống chỉ định bệnh gan nữa. Lỡ áp xe gan amip là bệnh gan thì chống chỉ định hay sao? Thật ra là không phải vậy. Nó liên quan tới suy chức năng tế bào gan, bởi vì thuốc chuyển hóa qua gan thì là không nên dùng. Còn cái thuốc emetin trước đây hay gặp, và thường là nó có những tác dụng phụ như thế nào? Nó ức chế không hồi phục tổng hợp protein. Mình biết thuốc này để trong trường hợp như bệnh nhân dị ứng với thuốc, nhóm thuốc vừa rồi chẳng hạn, metronidazole chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng tới những thuốc này, nhưng phải lưu ý độc tính của nó, chỉ định trong trường hợp amip gan và amip ruột nặng. Nó sẽ gây rối loạn tiêu hóa, đối với tim mạch gây loạn nhịp tim, suy tim, đối với thần kinh cơ gây yếu cơ, ngứa và run. Ngay hiện nay thuốc này không còn phổ biến nữa. Chống chỉ định ở bệnh tim mạch, suy thận, viêm thần kinh, phụ nữ có thai và trẻ em. Chống chỉ định còn nhiều hơn là bên metronidazole nữa hả?
Ngoài ra, mình có một số thuốc để diệt amip ruột mà không triệu chứng. Ví dụ như iodoquinone hoặc là diodohydroxyquinolein, cái tên khá dài ấy. Và các bạn nhớ thêm một loại kháng sinh nữa, đó là paromomycin. Đôi khi mình đi hội chẩn gặp một số bệnh nhân có thai bị áp xe gan lớn, bây giờ điều trị như thế nào, trong khi là chống chỉ định metronidazole, chống chỉ định diimetin. Vậy thì có một kháng sinh có thể dùng trong trường hợp này. Một là chờ bệnh nhân sinh xong rồi mới bắt đầu điều trị. Nhưng nếu như cấp tính thì sao? Thì có nhóm paromomycin này các bạn, cũng liều tương đương với metronidazole ngày 3 lần. Loại này các bạn xem thêm thôi. Các bạn xem thêm thôi. Đó. Thường thì nó diệt amip ruột là chính, thì tương đương với thuốc khác, nhưng nếu cần thì chúng ta sẽ cứu cánh trong trường hợp amip gan ở một số đối tượng đặc biệt. Và thường là chúng ta có thể dùng thêm tetracycline trong điều trị lị amip. Trên lâm sàng thì ít dùng, chỉ cần metronidazole là được rồi. Tetracycline làm chi? Không phải diệt amip mà diệt vi khuẩn làm thuận lợi cho sự phát triển của amip thôi. Phòng bệnh thì các bạn xem thêm, bệnh này vẫn chưa có vaccine ha. Phòng bệnh này chủ yếu là gì? Vệ sinh thực phẩm, ăn uống và rửa sạch tay. Tránh ruồi, vì ruồi kém có thể sống trên chân ruồi một thời gian, có thể sống tới 2 ngày đó. Còn xét nghiệm thăm dò phát hiện và điều trị người lằn mân kém thì ở nước ta ít được thực hiện các bạn. Vậy thì chốt lại bài này, chúng ta có gì? Lị amip đôi khi rất khó phân biệt với lị trực khuẩn, và chúng ta phải biết cách thế nào để chẩn đoán xác định. Liều điều trị thì đơn giản thôi, thì chúng ta thường dùng hai thuốc chính, đó là metronidazole và tinidazole. Liều metronidazole thường là 3 viên một ngày, tức là 1,5 gram, chúng ta dùng khoảng 10 ngày. Còn tinidazole thì chúng ta chỉ dùng 3-5 ngày thôi, một ngày là 2 gram. Chú ý các chống chỉ định của các loại thuốc này, đừng để một bệnh lị amip mãn tính đang nhẹ nhàng mà chúng ta uống vào bệnh nhân có những cái biểu hiện khó chịu như vậy. Chúng ta phải biết phân biệt được cái tác dụng phụ của thuốc nha. Các bạn có câu hỏi gì cho bài amip không? Mời các bạn. Rồi vậy chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút. Bây giờ là 7:58, chúng ta sẽ quay lại lúc 8:05 đi. À, chúng ta sẽ quay lại lúc 8:05. Bạn nào mà chưa ăn sáng thì tranh thủ ăn. Rồi chúng ta sẽ quay lại.